Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, số lượng trẻ được chẩn đoán viêm ruột thừa do nhập viện muộn gây biến chứng thành viêm phúc mạc có xu hướng gia tăng. Hầu hết các trường hợp nhập viện muộn đều do gia đình có tâm lý e ngại đi viện mùa dịch, khiến bệnh của trẻ chuyển biến nặng, đe dọa đến tính mạng của trẻ. Đây là nội dung mở đầu chương trình An ninh an toàn hôm nay. Thống kê từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh cho thấy năm 2021 đã điều trị cho khoảng 400 bệnh nhi bị viêm ruột thừa, trong đó 70% nhập viện muộn do tâm lý lo ngại dịch bệnh COVID-19. Thông thường, bệnh có thể phẫu thuật bằng phương pháp nội soi. Tuy nhiên, với các trường hợp nhập viện muộn, biến chứng nặng, bắt buộc các bác sĩ phải chuyển sang phẫu thuật mổ mở để đảm bảo an toàn cho bệnh nhi. Những bệnh nhân mà đến sớm viêm ruột thừa cấp, thì cái phương pháp điều trị nội soi rất hiệu quả. Bệnh nhân có thể là xuất viện sớm trong vòng 3 đến 5 ngày điều trị. Nhưng nếu mà để bệnh nhân đến muộn hơn, gây ra những cái biến chứng, đấy là viêm phúc mạc ruột thừa, thì sẽ để lại những cái hậu quả nghiêm trọng sau này với cháu. Ví dụ như là có thể gây ra những cái biến chứng về tắc ruột, dính ruột sau mổ. Nguyên nhân gây viêm ruột thừa là do tắc nghẽn cơ học của lòng ruột thừa. Triệu chứng thường gặp là đau bụng quanh rốn hoặc ở vùng hố chậu phải, nôn, sốt. Ở trẻ nhỏ, các biểu hiện thường khó nhận biết. Do đó, các bậc phụ huynh cần chú ý, chủ động theo dõi và nhận diện những dấu hiệu để kịp thời đưa trẻ đi khám. Tránh chủ quan trì hoãn đưa trẻ đến bệnh viện có thể bỏ qua thời điểm vàng trong chẩn đoán, xác định và điều trị bệnh cho trẻ. Tiếp theo chương trình là một số thông tin an ninh an toàn đáng chú ý. Tòa án Nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử công khai Vũ Thị Lệ Thanh sinh năm 1973, trú ở xóm 5A, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tài sản, Vũ Thị Lệ Thanh đưa các thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với nhiều người có chức vụ quyền hạn, có khả năng xin được việc cho người có nhu cầu và biên chế chuyển công tác tại các cơ quan nhà nước, đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2017, Thanh đã nhận 24 hồ sơ, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Trong đó nhận của bà Hoa Thị Thanh Mai 21 hồ sơ với số tiền trên 1,7 tỷ đồng, của chị Ninh Thị Huế 1 hồ sơ với số tiền 127 triệu đồng, của bà Nguyễn Thị Kính 2 hồ sơ với số tiền 80 triệu đồng. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Lệ Thanh 15 năm tù giam, buộc bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho 3 bị hại nêu trên. Hàng loạt giám đốc các công ty bất động sản bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thời gian qua, dấy lên hồi chuông cảnh báo về nạn vẽ dự án để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Để tạo thêm lòng tin của người mua đất, đối tượng lừa đảo còn cho máy móc vào đổ đất, san lấp nhằm thể hiện dự án đang triển khai. Dưới các hình thức đầu tư, góp vốn, giữ chỗ, thỏa thuận đặt cọc, sau khi lừa bán đất và gom được rất nhiều tiền, các đối tượng sẽ chuyển sang hứa hẹn, thậm chí bỏ trốn, đóng cửa công ty. Điều đáng nói là dự án không có thật, nhưng vẫn luôn cuốn hút đối với nhiều người vì tâm lý ham đất rẻ và sợ mất cơ hội. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa bắt giữ 4 đối tượng do Nguyễn Thanh Tùng, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cầm đầu làm giả gần 1.000 hộp thực phẩm chức năng dạng viên sủi. Tùng khai nhận các đối tượng đi thu mua xê sủi trôi nổi trên thị trường, sau đó về bóc sạch nhãn mác, dán tem nhãn giả rồi đóng hộp bán ra. Nguyên liệu tạo ra một sản phẩm giả như thế này chỉ có giá khoảng 15.000 đồng. Thế nhưng khi bán ra với giá của hàng thật, các đối tượng có thể thu lợi bất chính gấp hàng chục lần. Theo tính toán, với số lượng gần 1.000 hộp, nếu bán được chót lọt trên thị trường, các đối tượng sẽ thu lợi bất chính trên nửa tỷ đồng. Luật phòng chống ma túy năm 2021 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, có nhiều điểm mới, khắc phục được khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác phòng chống ma túy, đặc biệt là công tác cai nghiện, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Một trong những điểm mới quan trọng của luật đó là đưa người nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc. Quy định này phù hợp với thực tiễn hiện nay, giúp cho công tác cai nghiện có hiệu quả,
qua đó giảm nhu cầu về ma túy ngoài xã hội. Đến đây thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trái lạc tiên mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể, vitamin C, beta-carotene và các hợp chất polyphenol giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa sự lão hóa. Được làm 100% từ những trái lạc tiên chín mọng, mang lại sự tươi trẻ và tràn trề sức sống. Nước lạc tiên đồng dao, ngọt ngào, quyến rũ.